vẫn tiếp tục lên dốc.
đang vẫn tiếp tục lên dốc. Dốc dài nguy hiểm, đi số thấp. Trường đi vẽ xe mới chắc cô biết cô mà thế đéo nó sôi nước này. Xe 10 năm 6 đó được vẽ đó đi trước bình 2 tiếng đồng hồ mà bây giờ đồ mẹ nó sôi nước nó nằm bình đèo ấy. Đồ. Thấy Hòa Sơ Quang đi cùng nó bảo là đồ mẹ châm nước 2 lần rồi, xịt nước 2 lần rồi, nó đầu ở đỉnh đèo ấy. Đồ mẹ chạy vô cạc đi. Chắc ép quá sao ấy.
Quang mà là mẹ nó tưới nước 2 lần một máy thôi. Nó lên gần đấy. Đó đó. Thì nó này mình vừa vượt nó đèo này, mà nó đi trước mình 2 tiếng. Thế nó nằm ở đỉnh đèo tưới nước rồi. Không có nhìn thấy đâu. Nó đầu tiếp bên trong rồi. Đang đổ xuống. Nhưng mà máy nhỏ mà lên chắc ép quá chứ. Cái răng tưới nước à. Mẹ không biết nhiều hay không mà lúc mới thấy nó, tôi thấy nó có mấy cái bịch ấy à. Nó có mấy bịch hầm mình thì còn có đồ, có xe máy mà. Thấy nó có cho má à. Má với ít má chứ có mẹ gì đâu. Mình có mắm có biết chứ nó thấy nó có mẹ gì đâu mà. Chuẩn bị đi. Hòa nó đi sau đâu mà mẹ tưới nước lần này là thứ hai rồi. Nó đang chạy xe vô đó, nó chạy 126 nó vô đó. Nó đi nó đổ dầu đấy. Xe này là mấy cái nó đổ dầu luôn. Giờ này thấy dễ đổ nhạo mà. Hôm qua Phúc Nheo đi qua Giang về Phú Lương là nghe nói bảo là đổ mẹ lần này nó đập cho chết luôn, nó đập cái hai phòng, một cặp hai phòng nữa. Thế là mình mới bảo là đổ mẹ lên nghe đéo thì nó nhờ cái đòn gió ra chứ nghe nó làm gì cho mệt. Làm được thì đâu cần phải nói, làm hai phòng làm được thì đâu cần phải nói đúng không? Đi đồ. Thì đã rồi, thế nào đắng được hay không ấy. Đồ mẹ hai phòng bây giờ là giá nó bao nhiêu, giờ có một tháng bao nhiêu nó cho vào mắt. Xe máy chứ biết nữa. Nhưng trong hầm mình cả 2 tấn hay 2 tấn này.